Xin kính chào quý cô bác và anh chị quay trở lại với kênh tư vấn pháp luật của con. Lời đầu tiên cho con gửi lời chúc sức khỏe, chúc bình an đến quý cô bác và anh chị. Như vậy thì là năm 2019 sắp qua đi, chỉ còn vài ngày nữa thì chúng ta sẽ đón chờ năm 2020. Và cái thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì cũng sẽ có hàng loạt các cái chính sách pháp luật có hiệu lực liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến quý cô bác và anh chị. Vì cơm áo gạo tiền thì có thể là quý cô bác anh chị sẽ không để ý đến. Vì vậy con làm cái video này sẽ truyền tải đến cho quý cô bác anh chị những nội dung đó để quý cô bác anh chị mình tránh và vi phạm cũng như là sẽ chịu các cái hậu quả pháp lý tương đương. Về cái nội dung đầu tiên đó chính là luật phòng chống tác hại của bia rượu năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Theo đó thì hàng loạt các hành vi bị cấm, ví dụ như là cấm người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu bia trước khi tham gia giao thông. Trước kia thì là khi mà mọi người tham gia giao thông thì là có thể là uống bia rượu trong cái nồng độ cho phép thì mới bị xử phạt. Còn nay là cấm triệt để. Thứ hai là cấm xúi dục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống bia rượu. Thêm nữa đó chính là cấm người chưa đủ 18 tuổi uống bia rượu, cấm bán, cung cấp bia rượu cho người chưa đủ 18 tuổi. Thêm một vấn đề mà mọi người cũng lưu ý đối với luật phòng chống bia rượu, đó chính là từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì sẽ không cho phép mở mới các cái điểm bán rượu, bia tiêu dùng tại chỗ như các nhà hàng, quán nhậu mà trong vòng phạm vi bán kính 100m kể từ cái khuôn viên của các sở y tế, nhà trẻ, trường học. Về cái nội dung thứ hai mà liên quan về việc đòi nợ của công ty FE Credit thì trước nay thì là các cái công ty tài chính khi mà các cái khách hàng họ đi vay thì các công ty này họ sẽ thu thập các cái thông tin liên quan đến cá nhân của người thân để khi mà cực chẳng đã nếu như các cái khách hàng đó họ không thanh toán các cái khoản nợ thì các cái công ty tài chính thì họ sẽ xác minh từ cái người thân của khách hàng đó. Và một khi mà xác minh được những cái thông tin của người thân của khách hàng rồi ấy, thì các cái tổ chức tín dụng tài chính sẽ liên tục đòi nợ, nhắc nợ, đòi nhiều đến mức như là ruồi giấm của men đen. Thì mọi người yên tâm là từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 tới đây thì thông tư 18 của Ngân hàng Nhà nước sẽ có quy định siết chặt hơn về cái việc đòi nợ đối với khách hàng. Theo đó thì như trước đây luật quy định rằng là cái việc đòi nợ với khách hàng thì không được đe dọa khách hàng, không nhắc nợ trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ. Thì nay cái thông tư 18 này họ sẽ bổ sung một số điều, ví dụ như là không nhắc nợ, đòi nợ, gửi các cái thông tin thu hồi nợ của khách hàng cho các tổ chức cá nhân mà không có nghĩa vụ trả nợ như người thân của khách hàng. Chỉ trừ một cái trường hợp là khi mà cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền họ yêu cầu. Tiếp đó thì với cái việc đòi nợ của khách hàng thì cái việc nhắc nợ này đối với khách hàng chỉ được là tối đa không quá là 5 lần trên ngày. Trong hợp đồng cho vay tiêu dùng phải có thỏa thuận về hình thức nhắc nợ và thời gian nhắc nợ. Như vậy thì quý cô bác anh chị cũng nắm được những cái quy định đó để khi mà rơi vào những cái trường hợp như thế thì chúng ta sẽ gửi khiếu nại lên ngân hàng cũng như là gửi cho các cơ quan chức năng để là xử lý các cái tổ chức tín dụng có cái hành vi sai trái như vậy. Cái nội dung đáng chú ý thứ ba đó chính là việc tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Theo đó thì Nghị định 90 ngày 15 tháng 11 năm 2019 thì sẽ điều chỉnh về mức lương tối thiểu vùng 2020 sẽ được cụ thể như sau. Về vùng 1 là từ là 4.180.000 đồng trên tháng lên là thành là 4.420.000 đồng trên tháng. Ở vùng 2 thì tăng từ 3.710.000 đồng trên tháng lên thành là 3.920.000 đồng trên tháng. Vùng 3 là tăng từ 3.250.000 đồng trên tháng và tăng lên thành là 3.430.000 đồng trên tháng. Vùng 4 thì sẽ tăng từ 2.920.000 đồng trên tháng lên thành là 3.070.000 đồng trên tháng. Như vậy thì khi mà mức lương tối thiểu vùng được tăng thì những người lao động mà đang có mức lương tối thiểu thấp hơn hoặc là những người mà đang làm việc mà có mức lương tối thiểu thấp hơn cái mức lương này dưới 7% thì chúng ta sẽ được là tăng lương. Còn mà về phía doanh nghiệp thì ngoài những cái điều chỉnh liên quan về việc tăng lương cho người lao động thì doanh nghiệp còn sẽ phải là điều chỉnh về mức lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Như vậy thì trên đây là ba cái quy định đáng chú ý sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 có chuyển tải đến cho quý cô bác anh chị. Nếu quý cô bác anh chị thấy nội dung video trên là có ích thì like, share, subscribe kênh, ủng hộ con để con làm những nội dung video khác. Xin chào quý cô bác và anh chị, hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình phổ biến pháp luật kỳ sau.